Tại Dubai càng ngày càng xuất hiện nhiều nhà hàng Syria. Các doanh nhân tại Dubai đã nhanh nhạy bắt ngay cơ hội khi nhận thấy có nhiều người Syria di cư đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo khảo sát từ Đại sứ quán Syria tại Dubai, trước khủng hoảng số lượng người Syria sinh sống tại Dubai chỉ có 170.000 người, đến giờ đã tăng lên gần 1 triệu. Cùng lúc này, đường phố Dubai xuất hiện hàng loạt các nhà hàng đồ ăn Syria. Khoảng hơn 10 tháng qua, ở khu này đã có thêm 9 nhà hàng Syria. Số lượng người Syria đến Dubai đã tăng vọt sau các đợt khủng hoảng. Các quán ăn Syria tại Dubai hầu như lúc nào cũng đông khách. Bên cạnh một số người ăn vì muốn thưởng thức món lạ, hầu hết thực khách đều là người Syria đến ăn để đỡ nhớ nhà. Quán Saluza trang trí theo kiểu Syria, người phục vụ cũng là người Syria. Tôi đã sống ở Dubai 5 năm và chưa lần nào về Syria. Tôi đến đây ăn vì mấy món này làm tôi nhớ đến món ăn mẹ tôi nấu ở nhà. Với nhiều người Syria, những quán ăn như Saluza không chỉ là chỗ để ăn mà còn là nơi để gặp gỡ đồng hương. Tôi là sinh viên ngành dược và dự định của tôi là tiếp tục học lên tại Dubai, vì khó mà học được tại quê nhà khi nó cứ gặp chuyện rắc rối. Với tình hình Syria hiện tại, dù rất nhớ nhà nhưng đa phần người dân nước này đều chọn ở lại Dubai cũng như xuất ngoại. Dĩ nhiên càng có nhiều người Syria ở lại Dubai, công việc làm ăn của những nhà hàng Syria tại đây càng phát đạt.